CVD Việt Nam kính chào quý khách. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị motor cổng tự động chính hãng CVD Made in Italy. Hãng CVD Italy thành lập và sản xuất motor cổng tự động từ năm 1972. Sau nhiều năm phát triển sản xuất, đến nay, sản phẩm của CVD đã trở nên hoàn hảo, mang đến sự tinh tế từ thiết kế đến tính năng sử dụng. Chúng tôi phân phối sản phẩm CVD tại Việt Nam từ năm 2012 với hệ thống đại lý khắp các tỉnh. Chúng tôi luôn đảm bảo dịch vụ nhanh nhất và tốt nhất cho quý khách hàng. Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng xem tại www.gbd.com hoặc www.gbd.vn. Chất lượng sản phẩm tạo nên uy tín và bền vững. CVD Việt Nam kính chào quý khách. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị motor cổng tự động chính hãng CVD Made in Italy. Hãng CVD Italy thành lập và sản xuất motor cổng tự động từ năm 1972. Sau nhiều năm phát triển sản xuất, đến nay, sản phẩm của CVD đã trở nên hoàn hảo, mang đến sự tinh tế từ thiết kế đến tính